Xin chào quý khán giả Sài Gòn, trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả một buổi chiều chủ nhật nhiều niềm vui. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về cổ Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và trên màn hình thì Xuân Mỹ sử dụng cái poster show diễn Trống Đồng 8 tháng 3 tới để làm nền cho chiếc video này. Chúng ta thấy một bên là Quang Lê, một bên là ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Như thường lệ, video Xuân Mỹ sẽ vào cập nhật kênh Hồ Văn Cường Official và bài hát Việt Nam quê hương ngày Tết xem được bao nhiêu view ha chiều nay ha cả nhà. Đây, Việt Nam quê hương ngày Tết 955.833 lượt xem, coi như 956.000 ha, còn 44.000 nữa thôi. Trời ơi. Đây cả nhà ơi, cổ Gò Công ha. Ngày Tết Việt Nam có trong lần pháo bông đùng đùng. Ngày Tết Việt Nam có đường hoa chờ hoa rừng rỡ. Ngẫu hứng đi qua cầu. Và kênh Cường đây, kênh Cường vẫn 163.000 người đăng ký ha cả nhà. Đây ha. Cả nhà nhớ nha. Tiếp tục ủng hộ. Mùa xuân bên nhau 203, Việt Nam quê hương ngày Tết 955 và anh cho em mùa xuân 802.000 lượt xem. Ha. 802.000 lượt xem cũng đuổi kịp bài Việt Nam quê hương ngày Tết rồi. Mọi người nhớ là tập trung để như Xuân Mỹ nói là còn có 5 ngày nữa là tới show diễn rồi. Cho nên mọi người tập trung để bài hát đạt triệu view trước show Trống Đồng ha, làm quà cho cổ Gò Công. Giờ Xuân Mỹ vào trang fanpage. Trên nền tảng Facebook thì có trang fanpage. Đây. Nhắc lại nhanh ha cả nhà. Nè, Hồ Văn Cường fanpage với 14.000 người theo dõi. contact.hovancuong@gmail.com. Đó là cái email mà nhận show nha. Rồi bầu show doanh nghiệp tổ chức, nhạc sĩ ca sĩ muốn làm việc với Cường liên quan tới âm nhạc thì gửi mail vào đây. Và chúng ta tương tác với trang này nhằm xem những cái live stream Cường sẽ thực hiện trong những cái show diễn của mình như đây ha. Ai muốn xem lại những live stream thì vào đây ha. Đây là cái hình ảnh cuối cùng ở trên trang fanpage, hình vào ngày 16 tháng 2 sau khi tour diễn Tết kết thúc thì Cường có một cái tour chưa có giới thiệu show diễn Trống Đồng, nhưng mà Xuân Mỹ xin chia sẻ show diễn Trống Đồng thì vẫn còn vé ha. Là một show diễn ca nhạc kịch tổng hợp với ca sĩ hải ngoại Quang Lê và ca sĩ quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường và những ca sĩ khác. Mà giá vé thì rất là bình dân, cho nên là rất rất mong mọi người ai mà có sắp xếp thời gian được thì đến xem. Và Xuân Mỹ sẵn đây thì Xuân Mỹ cũng đọc luôn số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Quý khán giả nào muốn book vé xem show thì gọi cho Xuân Mỹ ha. Trên trang Đại học Hoa Sen thì vẫn là ngày hội tư vấn tuyển sinh sáng nay ở tại trường Đại học Bách Khoa. Tại trường Đại học Bách Khoa ha cả nhà. Đây. Các bạn nào check in hôm nay thì sẽ nhận được passport độc quyền trải nghiệm Thái Lan, Malaysia. Theo số lượng thì có hạn, cho nên rất là nhiều với nhiều cái hoạt động ha. Từ 7 giờ đến 17 giờ chiều nay thì đã kết thúc rồi đó. Không có thông tin gì mới trên trang Đại học Hoa Sen. Rồi giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club để cập nhật ha, quà của cô Huệ Nguyễn. Quà của cô Huệ đến tặng Hồ Văn Cường show Trống Đồng đi Cường ạ. Một cái bao phong bao lì xì. Đây khoe thêm quà show Trống Đồng 8 tháng 3. Cái bao lì xì đặc trưng ha, màu đỏ thấy cưng gì đâu á. Như vậy là có thêm một món quà nữa ha. Cô Huệ Nguyễn thì cô Huệ thì chỉ thông tin cái bao lì xì thôi chứ không có công bố số tiền. Rồi cô lên cô tặng cho Cường thôi. Thì ở đây các bạn FC cũng thông báo là các nhóm
các group FC của Cường á, miền Bắc, miền Trung, và một và nhóm FC Hồ Văn Cường của Út Dân Ca miền Bắc, rồi nhóm fan Hà Nội Lăn Tỏ Yêu Thương tặng những cái kệ hoa đây cả nhà. Cái này là những cái kệ hoa mang hình ảnh tượng trưng ha, kệ hoa này là sẽ được trưng trong tiệc sinh nhật đó, được trưng trong tiệc sinh nhật của ca sĩ Hồ Văn Cường vào ngày 16 tháng 3. Xuân Mỹ cũng xin mời ai có thời gian sắp xếp tổ chức sinh nhật, đi dự sinh nhật của Cường do FC tổ chức thì đăng ký ha. Xuân Mỹ sẽ chuyển lời kết nối với bạn Hồng Phước Đặng. Ngày đăng ký hết hạn là ngày 10 tháng 3, tức là sau show Trống Đồng ngày 10 tháng 3 ha cả nhà. Rồi, đó là thêm một cái món quà, thêm một món quà yêu thương nữa của cô Huệ ở đây ha, show Trống Đồng. Rồi ha, như vậy là có thêm một món quà nữa. Hôm nay thì chị nghe hôm nay thì nghe chị Hương cũng tặng show Trống Đồng 200 đô cả nha, tặng show Trống Đồng 200 đô chuẩn bị show Trống Đồng để Xuân Mỹ coi các group khác cả nha. Đây Xuân Mỹ thấy các bạn FC miền Bắc ghi cô ở Mỹ giấu tên tặng con Hồ Văn Cường show Trống Đồng quà sinh nhật tổng cộng là 12 triệu. Đây nè cả nhà, của một fan ở Mỹ đó. Bây giờ tới lượt mình khoe quà, vui quá, cảm ơn cô đã dành tặng món quà này cho Cường ha, show Trống Đồng quà sinh nhật 12 triệu. Cô ở Mỹ giấu tên. Cô gửi lời chúc con Cường nhiều sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp, ca hát và học tập. Cô luôn theo dõi, ủng hộ con, yêu con. Đó là quà của một cô giấu tên. Cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu ha. Vé của show Trống Đồng vẫn còn nha cả nhà, cho nên là mình sắp xếp thời gian được thì mình đi mình mua vé ủng hộ show diễn. Rồi đây đó là thông tin liên quan đến show diễn Trống Đồng cũng như là quà của fan dành tặng cho Cường ha. Cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu xem coi còn thông tin gì Xuân Mỹ đọc luôn cho cả nhà ha. Ở đây Xuân Mỹ thấy chị Hương tạo một cái reel cũng dễ thương này cả nhà. Nhà đợi Xuân Mỹ ha. Đây. Nè. Nhà đợi. Đợi chút xíu nha cả nhà. Cái reel này chậm lắm, nó có tiếng nhạc. Nhưng mình chỉ nè, cậu ơi. Cậu cho mình hỏi. Cậu ăn gì mà dễ thương quá vợ? Đó, đây. chị Hương Trương rất là kỳ công trong việc thực hiện các cái hình ảnh này ha cả nhà. Chị rất là siêng thực hiện những cái short video. Rồi đó là những cái thông tin mà chiều nay vậy là có thêm một món quà nữa
của cô Huệ Nguyễn và một của cô Huệ với cái nickname là Tria. Đây, tên của cổ là Tuberose Nguyễn ha. Rồi với một cái cô ở Mỹ giấu tên ha, một cô ở Mỹ giấu tên. Rồi đó là hai món quà cho show diễn 8 tháng 3 và sinh nhật. Một lần nữa thì xin cảm ơn Chung, xin cảm ơn Chung fan của Cường Sài Gòn đã dành cái tình yêu thương cho Cường bằng những món quà rất là quý giá, giá trị. Đó là thông tin Xuân Mỹ muốn chia sẻ đến quý khán giả chiều hôm nay. Hôm nay thì cũng có khán giả nhắn tin chia sẻ hỏi thăm Xuân Mỹ về những cái vấn đề liên quan đến cổ Gò Công, liên quan đến những cái show diễn. Thì Xuân Mỹ cũng xin chia sẻ là show diễn Hương Tóc Mạ Non ngày 8 tháng 3 của ca sĩ Quang Lê và Hồ Quang Cường thì vẫn còn vé, thì Xuân Mỹ đã đọc rồi ha. Giá vé thấp nhất là 200 ngàn. Hôm qua thì Xuân Mỹ hỏi thì còn vé 600 trở xuống, 200, 300, 400, 500, 600 ha. Số lượng vé thì có còn nhưng mà có hạn, cho nên là mọi người sắp xếp ha. Sân khấu chống đồng ngoài trời thì xem thì rất là thoải mái trong điều kiện hiện nay, trời rất là mát mẻ. Rồi bây giờ còn khán giả hỏi là show chống đồng xong thì Cường có show nào nữa không trong tháng tháng 4. Thì Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, Xuân Mỹ đã chia sẻ trước đó rồi ha. Qua qua tháng 4, tháng 5 là bắt đầu Cường đã đi vào chương trình học thi học kỳ 2, cho nên là Xuân Mỹ chưa có nghe thông tin Cường nhận show mới nữa. Như đúng như lời của Cường trao đổi với mọi người ở show miền Bắc mùng 6 Tết là Cường về tập trung lo học đó cả nhà, tập trung việc học. Bởi vì cuối năm thứ ba chương trình cũng nặng. Còn cái show Hương Tóc Mạ Non 8 tháng 3 này là đã làm việc trước đó rồi nghe cả nhà, đã làm việc hồi hồi trước Tết rồi. Bàn bạc trước Tết rồi cho nên là mới ra cái kết quả 8 tháng 3 chứ không phải là Cường nhận mới đây nha, mà cái này đã trao đổi trước đó. Đó cho nên show diễn 8 tháng 3 rồi thì chờ tiếp ha cả nhà. Khi nào mà Cường có chốt show với ai thì có thông tin gì Xuân Mỹ sẽ chia sẻ. Xuân Mỹ chỉ xin chia sẻ với cả nhà là Xuân Mỹ, nguồn tin của Xuân Mỹ được biết tới đó. Thì Xuân Mỹ chia sẻ với mọi người tới tới đó. Và ca sĩ Hồ Văn Cường và ca sĩ Quang Lê cũng đã ráp nhạc cho show diễn 8 tháng 3 xong xuôi hết rồi, tức là hai chú cháu cũng đã ráp nhạc rồi. Hy vọng là hai chú cháu sẽ có một cái show diễn kết hợp thành công, lần đầu tiên kết hợp thành công ở tại sân khấu chống đồng. Điều mà Xuân Mỹ mong mỏi chỉ có nhiêu đó thôi cả nhà. Bởi vì Xuân Mỹ thì cũng ngưỡng mộ giọng ca của Quang Lê, sự anh này ảnh thuộc dạng ca sĩ cũng lành tính, ảnh nói chuyện cũng rất là có duyên và không có phản phản đem, tức là không có đớp trát với fan, tức là từ từ rất là dễ thương, trả lời fan những cái câu rất là dễ thương và cũng cái cũng xuất xuất thân từ miền cố đô Huế. Và cái giọng thì của ảnh thì cũng khá là ngọt cho nên hát bolero thì mình cũng thích. Hy vọng là sẽ còn nhiều cái lần kết hợp nữa diễn show ha. Đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội. Một cái tin mà vừa mới xảy ra trưa nay. Nóng hơi hổi luôn, nóng sốt luôn là nóng nóng thật. Bốn người dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương đây nè cả nhà. Một nhóm người đi trên xe máy dùng súng, tức là đến chiều nay thì các đơn vị nghiệp vụ Bình Dương vẫn phối hợp với công an Bào Bàng đang truy bắt cái nhóm nghi phạm dùng súng. Đây camera an ninh ghi lại ha, xong một tiệm vàng rồi.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 12 giờ trưa nay nè, nhóm 4 người, hai nam hai nữ bất ngờ xông vào tiệm vàng BW ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi một lượng lớn vàng trị giá khoảng gần 1 tỷ. Sau khi gây án thì nhóm người trên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, công an đang truy bắt. Mà Xuân Mỹ nói với cả nhà thực hiện mà bây giờ camera an ninh của từng nhà dân ha, rồi camera ở ngoài lộ nữa, camera mà giao thông á, để phạt những cái trường hợp vi phạm giao thông đó, lắp đặt đầy đường khó mà thoát ha cả nhà. Cũng khá là nhóm này cũng khá là liều liều mạng ha. Đó là tin nó xảy ra ở Bình Dương. Giờ Xuân Mỹ chuyển sang tin khác ha cả nhà. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chảy lá, lời thơ thêm cuối đời. Tin này ở Lâm Đồng, được đăng trên báo Dân Trí ngày 3 tháng 3. Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng điều tra nguyên nhân đăng xuất của một người đàn ông có quốc tịch nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 1 tháng 3, một số người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông đăng xuất bên cạnh một khe suối thuộc tiểu khu 473 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, giáp ranh với xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định người xấu số là nạn nhân có quốc tịch Australia và có người thân ở thành phố Bảo Lộc. Thời gian qua, người đàn ông này về Việt Nam đi du lịch và có đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc. Không biết là đi bị đột quỵ hay bị té xuống suối gì đó cả nhà, người dân phát hiện. Đó là một cái vụ ở tại Lâm Đồng. Rồi, video của Xuân Mỹ buổi chiều hôm nay kết thúc ở đây. Và một lần nữa, Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh và bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và trước khi cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, Xuân Mỹ cho cả nhà xem một đoạn giao lưu của cổ Gò Công. Đây, Xuân Mỹ rất là thích cái đoạn giao lưu này. Miền Tây quê tôi ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chợ đào hương lúa còn dương. Này là Cường đến gần cái video của Xuân Mỹ nè. Đó. Đi đi coi idol thì phải học thuộc bài hát của idol. Khúc này là Cường xuống giao lưu là mình có thể hát theo nè cả nhà. Nhưng mà Xuân Mỹ hát theo thì cái bữa đó Xuân Mỹ hát theo cái có ai đó nghe. Nghe cái đoạn mà Xuân Mỹ hát theo này chửi Xuân Mỹ quá trời luôn. Đây. À. Vui ha. Vui nhất là phần mà ca sĩ xuống giao lưu. Đây có đó ha, nhìn nhìn những cái đoạn giao lưu như vậy thì rất là dễ thương. Rồi cả nhà ơi, cả nhà nhớ là học thuộc bài hát ha, để 8 tháng 3 này coi Cường có hát bài gì khi xuống giao lưu, chúng ta giao lưu ha, trong những cái bài mùa xuân nè, tại vì tháng 3 là còn xuân ha. Rồi tháng 3 là bài mẹ tôi nè, mẹ tôi vẫn ngồi đây, rồi cổng mẹ nè,
Rồi bài Đàn Khuya, nhiều khi Cường hát lại bài Cổng Mẹ là sao cả nhà ha, ngày quốc tế phụ nữ cho nên cả nhà, rồi cả nhà có dự đoán thêm những bài hát nào mà Quang Lê hát không thì cả nhà dự đoán ha, và học thuộc để mình hòa giọng theo. Rồi Xuân Mỹ xin kết thúc video, và một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả nha. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video của Xuân Mỹ, và nhớ là trở lại xem kênh Hồ Văn Cường để đẩy view của bài Việt Nam Quê Hương Ngày Tết ha. Còn bốn mấy ngàn trong vòng 4 ngày mà 44.000 thì cũng phải nỗ lực dữ lắm nha cả nhà. Phong trào cài view xin mọi người hãy tập trung ha. Rồi trên trang fanpage Facebook thì trên trang fanpage ha, Hồ Văn Cường fanpage đây. Theo dõi trang này để Cường có livestream thì mình xem được ha, như cái livestream show Hà Nội nè. Đó, show Hà Nội, show Đà Nẵng. Đó, rồi. Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có một buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân nha. Xuân Mỹ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau. Xin chào ạ.